Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Nay lâu rồi, quay tiếp tục series sửa bàn ủi hơi nước anh em. Đây là chiếc bàn ủi Philips cầm tay ha. Cái model của nó, cái này nó không có dán cái tem model luôn. Đó, nên là mình cũng không biết cái model gì. Nhưng mà đây là cái bàn ủi thứ ba Hình gặp phải hai cái bàn ủi trước là Hình phải trả lại cho khách, bởi vì lý do Hình không kiếm được linh kiện đó để sửa chữa. Đó, nên là đến cái bàn ủi thứ ba này thì thấy là chị em xài cái loại này nhiều quá, nên là mình cố gắng mình tìm cái phương hướng để giải quyết. Thì bây giờ cái bàn ủi này mang máy đến cho mình trong tình trạng là nó không có phun hơi. Đó, có nghĩa là coi như bàn ủi hơi nước cầm tay mà hơi mà không phun ra được thì coi như là tê liệt hoàn toàn cái quá trình sử dụng rồi. Đó, coi như là không sử dụng được rồi. Bây giờ anh đang quay clip test cho anh em xem. Đó, anh em thấy ha. Đó, hơi nước đã phun ra rồi. Đó, khi mà mình nhấn vào cái nút bơm ở đây, đó, hơi nước phun ra ha, nó đã trở về cái trạng thái hoạt động hoàn hảo như lúc đầu. Đó, đèn nguồn sáng ở đây, đó, mọi người nghe kỹ cái tiếng hơi nha. Mình quay qua cái clip này là nó hơi khó thấy cái hơi, à đây mình để dưới cái nền tối này sẽ dễ thấy ha. Đó, mọi người thấy ha, cái hơi phun rồi. Ok, lý do tại sao mà bên Thịnh chuyên và sửa tất cả những dòng bàn ủi hơi nước đứng, anh em thấy cái lượng sửa của máy anh em là mà qua cửa hàng mình sẽ thấy vừa điện thoại vừa đồ điện gia dụng mình sửa rất là nhiều, đặc biệt cái mảng bàn ủi hơi nước thì gần như là dùng cái từ là rất là chuyên sâu, nên là hầu hết những cái bàn ủi nào mà hư tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh thì không ít thì nhiều 60-70% gì đó đều qua bên cửa hàng của mình ha. Bởi vì cái dòng bàn ủi hơi nước nó sửa chữa rất là đặc thù và rất là ít nơi họ đào sâu, họ nghiên cứu về cái công tác này. Còn bên Thịnh thì đã nhiều năm Thịnh nghiên cứu về cái dòng bàn ủi hơi nước đứng rồi, nên mình có những cái bí quyết sửa chữa để mà máy nó vẫn bền đó, mà vẫn tiết kiệm được rất là nhiều chi phí so với thay mới như ở trung tâm bảo hành chính hãng báo với anh em. Rồi cái dòng bàn ủi hơi nước cầm tay Philips này thì lý do mà mình phải trả máy lại cho hai bạn trước như nãy mình đã nói, đó là do mình không kiếm được cái bộ bơm. Có nghĩa là máy này nó hư như thế này là do nó hư cái bộ bơm nước ha, nó hư bộ bơm nước và một số cái bộ phận linh kiện ở bên trong. Nhưng mà quan trọng nhất cái mà kiếm không được đó là cái bộ bơm, những cái bộ phận linh kiện khác thì mình có thể kiếm được tại Việt Nam đó, còn cái bộ bơm này thì mình không kiếm được hàng. Nhưng mà sau khi mà đến cái bàn ủi thứ ba này thì mình đã tìm kiếm những cái nguồn linh kiện chính hãng để mình đặt được cái bộ bơm này về mình thay thế và mình xử lý, cũng như mình xử lý những cái phần mà mình nói một số bộ phận linh kiện liên đới khác trong cái thân máy, thì máy nó đã hoạt động về cái trạng thái bình thường rồi. Rồi mình có một số cái lưu ý với anh chị em sử dụng cái dòng bàn ủi này để cho máy nó bền nè, đó là sau khi ủi xong mọi người nhớ rút ra, rút cái bình nước này ra ha, đó, rút cái bình nước này ra đó, đừng có ngâm nước ở trong đây. Đừng ngâm nước ở trong đây, tốt nhất là mình rút nước ra, bởi vì khi mà mình ngâm và mình quên mình không xài trong một thời gian dài nó sẽ hại máy đó. Đặc biệt nếu mà chúng ta để ở những cái tư thế nào để mà nó dốc ngược xuống như thế này đó, nước nó cứ ngâm vào ở bên trong cái thân máy này nó rất là hại cho những dòng bàn ủi hơi nước này. Rồi, và lưu ý một điều nữa đó là chị em khi mà ủi phải để ý cái mực nước, có nghĩa là khi mà nước nó gần hết rồi chúng ta phải châm thêm nước, chứ mà chúng ta cứ ủi mà chúng ta bấm bơm hoài mà chúng ta không để ý nước nó hết thì nó rất là hại cái bộ bơm. Khi mà nước đã cạn mà chúng ta cứ kích cái bơm này, đây là cái nút để kích hoạt cái bộ bơm ha. Đó là những cái kinh nghiệm mình chia sẻ xung quanh cái công tác sử dụng cái bàn ủi hơi nước dạng này để cho cái chất lượng sử dụng bền bỉ nhất. Rồi, chị em nào gặp phải vấn đề bàn ủi hơi nước này không phun, nó có nhu cầu sửa chữa thì cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh ha, thông tin mình sẽ để bên dưới. Ok, chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ nha, bye bye anh em.